Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây là chiếc Realme GT 5 đầu tiên tại Việt Nam. Và ngay bây giờ hãy cùng mình mở hộp em nó nhé. Rồi, trước khi bắt đầu thì xin các bạn một phút thông báo này. Cái Shopee của team chúng mình ấy thì mới chuyển sang một cái shop khác các bạn nhé. Đây, nó sẽ là cái shop Mobile City Media Store. Và nhân dịp có shop mới thì bọn mình sẽ có hai mã giảm giá tặng cho các bạn. Một mã là giảm 10% khi mà các bạn mua đơn trên 100.000 này. Và mã thứ hai giảm ngay 100k cho những bạn mua điện thoại của shop. Đó, sướng chưa? Link shop thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Quay trở lại nội dung ngày hôm nay, chiếc GT5 này thì bị bóc siêu trước rồi các bạn nhé. Hơi đáng tiếc, nhưng mà thôi, có là may rồi. Và theo mình quan sát thì có vẻ đây sẽ là cái phiên bản sạc 150W. Đó, tại vì không thấy cái dòng 240 mà. Bóc siêu. Hộp cái này thì không khít lắm. Trong này thì chắc vẫn là ốp lưng với cả chọc sim các thứ thôi. Chọc sim với cả giấy tờ linh tinh các bạn nhé. Một cái ốp silicone đen. Nhân vật chính này, phiên bản màu bạc, đúng cái bản mình thích nhất luôn. Để tạo sang một bên này. Đây, củ sạc. Củ sạc này thì công suất là 150W thôi. Và sẽ là đầu C2C nha. Một sợi dây cáp C2C. Bóng bẩy thực sự nha. Lung linh luôn. Nhưng mà rất tiếc, đúng như mình dự đoán thì cái phần khung viền ấy nó sẽ chỉ là nhựa mà thôi. Mặc dù rất bóng nhưng sẽ là nhựa. Đó. Các bạn gõ vào sẽ cảm nhận được ngay ấy mà. Cầm nó cũng sẽ không quá nặng. Mặt lưng thì sẽ là kính này. Các vị trí của camera thì giống so với cả chiếc Neo 5, nhưng mà cái đèn LED RGB sẽ khác, cộng với cả cụm cam thì sẽ tràn sang hai bên. Đó. Kính này thì sẽ hơi bám môi vân tay một chút. Độ hoàn thiện thì mình thấy ổn áp các bạn nhá. Đây, rất là khít này, bốn góc cực kỳ ok luôn. Tiếc mỗi cái phần khung viền không phải kim loại mà thôi. Khi để trên mặt bàn thì đây, không cập kênh tí gì luôn. Phía bên cạnh phải này, chúng ta sẽ có phím nguồn với cả tăng giảm âm lượng luôn. Phía trên thì sẽ có mic này, cổng hồng ngoại và khe thoát loa. Phía bên trái không có gì cả. Phía dưới thì sẽ có loa ngoài này, cổng Type-C và khe cắm SIM. Máy sẽ hỗ trợ 2 nano SIM và có phần gioăng chống nước nhẹ thôi, màu vàng. Tổng thể cầm nắm thì ok các bạn nhá, không cấn tay gì cả, nhưng mà đó, nó sẽ hơi trơn thôi. Mình sẽ bật máy này. Ồ, máy bật sẵn rồi luôn. Em mày có vẻ như bị nghịch bên Trung Quốc rồi. Toàn tiếng Trung này. Mình sẽ vào chỉnh sang tiếng Việt nhá. Đây này. Đây này. Đây này. Ok luôn đấy chứ. Về màn hình, kích thước sẽ là 6.74 inch, độ phân giải khoảng 1.5K. Đây sẽ là tấm nền AMOLED 1 tỷ màu, tần số quét là 144Hz, độ sáng tối đa rơi vào khoảng 1400 nits. Và nếu mà so với cả chiếc GT Neo 5 bên tay trái của mình đây, các bạn nhìn này, cằm và hai viền hai bên của chiếc GT 5 ấy đều sẽ mỏng hơn nha. Phần trán này nó không nhiều đâu nhưng mà các bạn sẽ nhận ra được. Cũng một phần vì cái viền của chiếc GT 5 thì màu sắc nó khác đi, nhưng cảm giác nhìn là nó sẽ mỏng hơn so với cả chiếc Neo 5, đúng không? Nói chung là mày được đấy, nó khá giống so với cả chiếc Realme GT 2 Pro, viền khá mỏng. Cái chất lượng thì đây, mình sẽ nghiêng các góc nhé, hơi bị biến sắc một chút thôi. Nói chung mình thấy chất lượng là rất ok trong tầm giá rồi. Và nó khá tương đồng so với cả chiếc Realme GT Neo 5. Nhưng mà đó, cái phần viền màn hình mỏng hơn nên là nhìn chiếc GT 5 ấy nó sexy sướng mắt hơn các bạn nhá. Với một cái màn hình chất lượng như này thì các bạn giải trí rất là ok rồi. Màu sắc thì mình thấy là khá chuẩn đấy, nó không bị kiểu rực quá hay là mờ nhạt quá đâu. Ok. Và tất nhiên chiếc máy này thì cũng sẽ có hai loa stereo. Bây giờ thử xem là loa chất lượng hay không nhá. Mình thấy chất lượng âm thanh thì là ok thôi các bạn nhá, nó chưa quá xuất sắc, âm bass thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà được cái, âm lượng hai bên thì mình thấy khá đều nhau, không bị lệch nhiều. Đó, kiểu mình quay các góc ấy, thì sẽ không cảm nhận bên nào to hơn. Ok phết. Về mặt cấu hình thì chiếc GT5 sở hữu con chip Snapdragon 8 Gen 2 này, đi kèm với cả chuẩn RAM bộ nhớ mới nhất luôn. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem là máy cài SafePlay ok hay không. Thì mình có tải sẵn mấy cái file Google Service rồi. Rồi, đăng nhập SafePlay ngon lành các bạn nhá. Tí thì mình sẽ cũng sẽ tải game sau. Phần mềm thì đây, Realme UI V4.0, tên thiết bị là GT5 này, phiên bản 256GB, RAM 12GB, dung lượng pin đây 5240, đi kèm với cả sạc 150W các bạn nhá. Nó cũng sẽ sâu cả phần camera này, cam trước 16 chấm, cam sau thì cam chính là 50 chấm này, một cam phụ ultra wide 8 chấm và một cam macro 2 chấm. Về chất lượng ảnh chụp ra thì phần cứng giống chiếc Neo 5 mà, vậy nên kết quả sẽ không quá khác biệt các bạn nhé. Nhưng mà là ok trong tầm giá. Đấy, ảnh của Realme thì thường nó sẽ sáng sủa tươi tắn các bạn dùng được ngay. Màu sắc các thứ lên rất là ok luôn đấy. Camera góc siêu rộng thì sẽ không khác quá nhiều so với cả cam chính. Và nhất cái phần cam selfie ấy, đẹp thôi rồi luôn. Đúng là con cháu liên quan đến nhà Oppo của khác.
Cam sau thì có quay 4K 60fps. Mình đang quay phim trên chiếc Realme GT5 nha. Mình thử đi bộ này, khá là mượt. Bây giờ mình sẽ thử chạy nhé. Rất tiếc, cam trước thì sẽ chỉ có 30fps mà thôi. Chả hiểu ông Realme nghĩ gì. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nghịch tới cái phần đèn LED phía sau nha. Ở trong setting của máy này, chúng ta sẽ có mục là đèn xung. Đó, bật lên. Nó sẽ có rất nhiều phần, ví dụ thông báo cuộc gọi đến này. Các bạn set màu tùy thích nha, xanh lá cây chẳng hạn. Và có chế độ nhấp nháy nữa. Đây là nhấp nháy hai đèn trên dưới thôi này. Hoặc là nhấp loạn lên. Ví dụ màu tím đi. Ở trong cái cụm LED này thì sẽ có logo của Snapdragon 8 Gen 2 các bạn nhé. Nhìn nó ngầu đúng không? Setting cho thông báo này cũng giống thế thôi. Đồng bộ hóa với nhạc. Tức là các bạn bật nhạc đi thì nó sẽ nhấp nháy nha. Ví dụ này. Xong được nhỉ. Rồi, cái đồng bộ hóa với nhạc thì mình chưa dùng được các bạn nhé. Không hiểu kiểu gì. Không lên, khó hiểu. Đây, có phần đèn xung luôn bật này. Ok chưa? Bật này thì đẹp nhưng mà nó sẽ tốn pin các bạn nhé. Màu tím nhìn chất nhá. Chế độ GT này, khi sạc này cũng sẽ sáng này. Hoặc là khi bật tắt máy cũng sẽ sáng nha. Báo thức nữa. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ muốn kiểm tra về cái phần vân tay của máy. Để xem là vị trí có bị thấp hay không. Rồi, vị trí quá thấp. Nó sẽ giống với cả chiếc Neo 5 nhá. Tốc độ thì ok. Nó chỉ hơi thấp thôi. Rồi, tổng kết lại về chiếc GT5 thì đó, phải chờ xem là hiệu năng với con chip Snap 8 Gen 2 ấy có thực sự mạnh hay không. Nhưng mà trước mắt nhá, mình thấy cái phần màn hình là viền mỏng nhìn sướng này. Cái đèn LED rất ngầu đúng không nào. Và camera thì ok, pin sạc rất tốt. Trong các video sau thì bọn mình sẽ test game này cộng với cả test thông báo các thứ nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Rồi, phân tích bạn thấy sao về chiếc Realme GT5. Đừng quên check mức giá em nó dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video nhá. Rồi, xin chào, bye bye.